Dạ alo. Alo em Mai Hiền à? Dạ. Hiền ơi, chị gọi điện qua để gửi lời mời tới em đấy. Có kế hoạch chương trình sắp tới, tổ chức chương trình tôn vinh doanh nhân và thương hiệu làm đẹp đẳng cấp quốc tế cho ngày làm đẹp Việt Nam của mình đấy em. Chương trình thì được tổ chức vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Thì chị cũng muốn là đơn vị mình đại diện cái thương hiệu của mình, tỉnh của mình tham gia góp mặt trong cái chương trình làm đẹp và tổng kết cuối năm nhá. Dạ, có chị em liên hệ lại sao chị? Bây giờ em đang bận ấy. Đang bận. Thế thì chị nói qua như vậy thì tôi có kế hoạch thì chị sẽ gửi thông tin chương trình qua Zalo cho mình nắm bắt được kế hoạch chương trình. Có gì cân nhắc đi rồi sẽ cho chị xin ý kiến nhá. Dạ. Ok, chị gửi qua Zalo được không? Dạ, ok chị. Rồi, cảm ơn em nhá. Dạ, dạ. Tôi xuống đây là ra dễ mà.